Xin chào quý phụ huynh và các bé. Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá về các pha của mặt trăng nhé. Hoạt động này sẽ giúp bé nhận biết các hiện tượng khoa học trong tự nhiên, phát triển bộ lọc tin, làm quen các từ mới, kỹ năng tư duy phản biện, kích thích các giác quan và luyện tập kỹ năng trình bày. Để khám phá được hoạt động này, ba mẹ và bé cần chuẩn bị video phim về trăng, hình ảnh về mặt trăng, giấy bìa và màu sáp. Ba mẹ gợi nhớ lại cho bé về hình ảnh của mặt trăng trong ngày Tết Trung Thu và kiến thức của bé về màu sắc, hình dáng của mặt trăng. Sau đó, hỏi bé các câu hỏi và cùng nhau thảo luận sâu hơn về chủ đề này với các câu hỏi như: tại sao hình dáng của mặt trăng lại khác nhau? Trăng chuyển động như thế nào? Ba mẹ có thể cho bé xem một số đoạn phim khoa học ngắn về mặt trăng và sau đó thảo luận cùng bé về các pha của trăng. Ba mẹ hãy khuyến khích bé chia sẻ sự quan sát của mình nhé. Tiếp theo, ba mẹ sử dụng một hình ảnh tham khảo về các pha của mặt trăng để giải thích cho các bé dễ hiểu và hình dung rõ hơn về các pha. Khuyến khích trẻ lặp lại các từ mới và chia sẻ về sự quan sát của mình. Bây giờ là lúc bé nhớ lại những gì đã được quan sát. Ba mẹ cho bé lấy giấy bìa và bút màu để diễn tả lại sự chuyển động và các pha của trăng nhé. Sau khi bé hoàn thành, ba mẹ có thể khích lệ trẻ trình bày lại kiến thức qua bức tranh của mình. Sắp tới ngày trăng tròn là gì vậy? Và sắp tới ngày trăng tròn thì có sẽ là Tết Trung Thu.